người đó có ô, như là trên màn hồng cầu họ không có cái nguyên an, không có cái nguyên bên, họ không có cái khái nguyên cơ bản của cấu trúc màng, người ta gọi là cái khái nguyên khác. Cái chữ ô này vốn dĩ của ban đầu là giống như là số 0 vậy đó, không có an, không có bên không, nhưng mà nó vẫn có một cái nguyên khác gọi là khái nguyên khác. Thì người ta nói khái nguyên khác này là tiền thân của cái khái nguyên của màng nhóm mốc a b o. Và cái khái nguyên a b của mình nó không chỉ nằm trên màng hồng cầu không thôi, mà nó còn có sự gì ở trong các cái dịch tiết của cơ thể nữa, nhưng mà nó được quy định bởi các cái gen khác. Còn cái sự hiện diện của cái khái nguyên h ở trên màng hồng cầu là nó do một cái gen khác độc lập với là cái khác các cái gen quy định gắn thêm các cái phân tử đường tạo nên cái khái nguyên a, khái nguyên b của cái màng hồng cầu. Thì đây là cái thành phần cơ bản của cái cấu trúc màng hồng cầu. Hay nói là cái màng hồng cầu ha, xong có cái khái nguyên ở trên màng hồng cầu. Vậy thì cái cấu trúc cơ bản nó là gì? Với cái cấu trúc màng này nó là một chuỗi các cái phân tử đường. Này, có các thành phần phân tử đường glucô, galacto, acetin, glucosamin, vân tạo nên cái cấu trúc cơ bản hồng cầu nào cũng có. Giờ, cái khái nguyên ô hay còn gọi là khái nguyên H á, bản chất nó là gì? Để nó cũng với những cái cấu trúc cơ bản của hồng cầu, nhưng mà nó sẽ do cái gen H tạo hóa cho cái men là glucosin transferase, nó gắn thêm một cái phân tử đường glucose vào trong cái trục cấu trúc cơ bản của hồng cầu và nó tạo nên cái khái nguyên H. Hay mẫu hoặc là khái nguyên O, hay là khái nguyên O này là không có mang cái đặc tính khái nguyên A, khái nguyên B gì cả, nhưng mà nó vẫn có mang cái cấu trúc là có thêm cái phân tử đường glucose gắn vào cái cấu trúc của màng hồng cầu như thế này. Giờ mình coi khái nguyên A mà mình hay đề cập tới là gì? Thì cái gen A nằm trên những sắc thể thừa số 9, nó sẽ mã hóa cho một cái enzyme là N-acetyl galactosamine transferase. Tôi rất là dài ha. Nó gắn cái phân tử đường là N-acetyl galactosamine vào cái khái nguyên H. Hồi nãy mình có cái này là cái khái nguyên H đúng không ạ? Mình có nguyên cái trục này là cái thành phần cơ bản của hồng cầu gắn thêm cái phân tử đường glucose như đây thì thành cái khái nguyên H hay là cái khái nguyên O. Giờ cái gen A đó nó mã hóa cho cái men, nó xúc tác nó gắn thêm một cái phân tử đường acetyl galactosamine, cái cục màu tím tím này như đây, vậy thì nó sẽ tạo nên cái đặc điểm khái nguyên A của hồng cầu. Giờ còn cái khái nguyên B thì sao? Thì cũng cái gen B nằm trên những sắc thể số 9, nó mã hóa cho cái enzyme gọi là galactosin transferase gắn thêm một cái phân tử đường galacto vào cái khái nguyên H. Đây là mình có cái cấu trúc của cái khái nguyên H ha. Hồi nãy thì đối với khái nguyên A thì đã gắn thêm cái cục màu tím tím là phân tử đường galactosin transferase đó. Thì giờ mình có thêm cái này đơn giản hơn là khái nguyên B, anh gắn thêm một cái cục đường galacto và sẽ tạo nên cái cấu trúc của cái khái nguyên B của mình. Vậy thì mình nhớ là gì? Khái nguyên A, khái nguyên B của màng hồng cầu thực ra bản chất nó là phân tử đường oligosaccharide, là một chuỗi các cái phân tử đường gắn cùng với nhau chứ không phải là bản chất protein. Rồi cái gen mà quy định để mà hỗn hợp đó thực ra là gì? Nó sẽ mã hóa cho các cái men hay là các cái enzyme để xúc tác ra các cái đường vào tạo nên các cái loại khái nguyên của mình. Chứ bản thân cái gen A, gen B đó nằm trên sắc thể thứ 9 nó không có được tiết mã hóa cho nguyên cái khái nguyên A hay khái nguyên B của màng hồng cầu. Đây là bổ sung lại cái hình ảnh của các cái loại khái nguyên của mình ha. Này, cái khái nguyên H của cái người nhóm máu O của mình nó có cấu trúc đơn giản như vậy thôi. Còn đối với khái nguyên A thì anh gắn thêm một cái cục đường như thế này là acetyl galactosamine. Còn đối với khái nguyên B thì đã gắn thêm cái cục đường galacto, nó khác nhau ở vị trí này để tạo nên cái cục đường nhóm máu ABO. Giờ mình nói xíu về cái nhóm máu OOB ha. Thì cái nhóm máu OOB mình xếp vào cái máu hiếm và nó di truyền lại các thể thường. Thì đặc điểm của nó là gì? Mình thấy nhóm O cái từ bình thường của mình là thường gì các chị? Không mang khái nguyên A, không mang khái nguyên B ở trên màng hồng cầu, nhưng mà trong huyết tương thì sẽ có những cái thể ADN,
chị bên. Nhưng đối với cái anh Lo Tô Tây này nè, anh không mang an, không mang kháng nguyên B rồi, mà cũng không mang cái kháng nguyên H, mà đây kháng nguyên nền tảng của mình, là cái kháng nguyên O á. Cho nó khi mà trộn cái hồng cầu mà của cái anh nhóm máu Tô Tây này nè, thì mình thấy không có phản ứng gì tương đối với anti-an, anti-B. Mà các anh chị nếu như vẫn còn nhớ đó, mình làm xét được nhóm máu thì mình hay cho hồng cầu cái máu mình trộn với lại cái kháng huyết thanh, thì kháng huyết thanh gọi là thường quy của mình sẽ có anti-an, anti-B với lại hỗn hợp anti-AB. Mà nếu như mình trộn vậy nên thôi thì mình sẽ thấy không có tương đối gì hết, thì mình sẽ kết luận là nhóm máu O. Nhưng mà cái khổ của cái hồng cầu này nè, là trong huyết thanh của ẩm là gì, lại có kháng thể anti-an, anti-B và anti-H luôn. Nên nếu như mình truyền cái nhóm máu O thông thường, cái người nhóm máu O thông thường của mình á, thì trên này hồng cầu không có kháng nguyên an, không có kháng nguyên B, nhưng mà vẫn có hiện diện kháng nguyên H. Thì lúc trộn cái máu của anh nhóm máu O thông thường vô cái anh O bông bay này nè, thì ngay lập tức cái hồng cầu đó của mình sẽ bị tương kết với cái anti-H của cái anh O bông bay này. Nên mình nói lý do là tại làm sao có những người chỉ xác định nhóm máu O rồi, truyền nhờ nhóm máu O vô mà vẫn bị có hiện tượng tái huyết, là do nguyện viên nó rơi vào trường hợp thì nhắc lại ha, nhóm O bông bay trên màn hồng cầu không kháng nguyên an, không kháng nguyên B, nhưng mà đồng thời cũng không có kháng nguyên H. Còn cái người nhóm O thông thường của mình là gì, không có an, không có B, nhưng mà vẫn có cái kháng nguyên H ở trên màn. Cái thứ hai nữa là trong huyết thanh này không có kháng thể anti-an, không có kháng thể anti-B, và cũng không có cái trong huyết thanh này có tồn tại hết tất cả các cái kháng thể ha, cái thể anti-an, anti-B và cái anti-H nữa. Nên nếu như mà truyền máu thông thường thì họ sử dụng cái nhóm máu O thì kiểu nào vô đây là cũng tương kết hết. Sao nhóm máu O bao bay không có kháng nguyên ABH, nhưng mà trong huyết thanh thì có kháng thể anti-an, anti-B và anti-H. Giờ mình nói về, đó là về cái kháng nguyên. Giờ về cái kháng thể thì sao? Thì mình nhớ một cái đặc điểm là cái nồng độ kháng thể ở trong máu của mình á, cái đỉnh của nó sản xuất là khi mà trẻ được 10 tuổi. Nên mình sẽ thấy có những trường hợp đối với xác định nhóm máu ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh đi, nhiều khi mình khó phân biệt ra được là nó là nhóm máu gì. Tại vì sao? Bởi vì đối với những trường hợp mà có những trường hợp máu là những cái nhỏ, thì mình sẽ phải đồng thời vừa làm biện pháp là gì, mình lấy hồng cầu của cái máu thông thử trộn với cái lọc kháng huyết thanh của mình, đồng thời mình sẽ làm theo một kiểu thứ hai là mình nhóm ngược, như là mình sẽ lấy cái huyết thanh của cái máu thông thử mình trộn với cái hồng cầu mẫu. Nhưng đối với cái thức thì mình sẽ thấy là do cái hoạt tính của các cái kháng thể nó rất là thấp, nên nhiều khi mình ra cái phản ứng nó không có rõ ràng. Nên cuối cùng khi mình so sánh hai cái kết quả xác định nhóm máu và phương pháp sử dụng hồng cầu mẫu và phương pháp sử dụng các huyết thanh mẫu thì nhiều khi nó bị lờn với nhau, dẫn đến là khó xác định nhóm máu như thế nào. Nên bởi vậy mình chú ý là do cái gì, cái đặc điểm, cái nồng độ kháng thể ABO này, nó cái đỉnh của nó là đạt ở mức 10 tuổi, thì lúc này độ đặc tính của nó cao bình thường. Cái thứ hai nữa là nồng độ kháng thể nó sẽ giảm dần theo tuổi. Nên tôi sẽ giải thích một số mà cái hạt tính của cái kháng thể của mình nó giảm, đó là đối với người lớn tuổi khi xác định nhóm máu và cái phương pháp sử dụng hồng cầu mẫu trộn với lại cái huyết thanh của bệnh nhân khi ra nó cũng kết quả là cho mình đó. Có khi nào mà hồi xưa tôi nhóm máu khác mà giờ đến tôi lớn tuổi thì tôi chuyển thành nhóm máu khác không, thì không phải. Mình nhớ cái đặc điểm của cái nồng độ hạt tính của kháng thể ở đây. Một cái điểm nữa các chị lưu ý là mình phân biệt giữa kháng thể tự nhiên và kháng thể miễn dịch. Kháng thể tự nhiên bản chất nó là phân tử IgM, nên kích thước nó lớn, cũng nó sẽ không qua được cái hàng rào lông hai, cũng giống như nó mang những cái đặc tính mà các chị xem trong sách giáo khoa, ví dụ như là cái hoạt tính nó sẽ mạnh ở nhiệt độ là bao nhiêu độ C, v.v. Còn đối với kháng thể miễn dịch này, nó bản chất là phân tử IgM, kích thước nó nhỏ nên nó sẽ qua được hàng rào lông hai thì dễ dàng. Thì nó hình thành từ đâu? Từ khi anh nhóm máu A tự nhiên bị truyền nhầm nhóm máu B vô, thì bản thân cái anh nhóm máu A đó anh sẽ có anti-B tự nhiên, đồng thời khi mà anh tiếp xúc với lại cái phần cầu mang nhóm máu B lạ truyền vô đó, thì anh sẽ sản xuất thêm cái thành phần anti-B miễn dịch kèm theo đó. Thì dựa trên cái việc là xác định kháng nguyên kháng thể vậy, thì mình sẽ
cardio, mình có hai cái phương pháp xác định máu. Một cái là gọi là biện pháp hồng cầu, như là mục tiêu của mình cũng xác định cái nguyên trên này hồng cầu là cái nguyên gì. Thì lúc này mình sẽ sử dụng các cái cỏ kháng thể mà mình đã biết trước, mình trộn cái máu mình thử với lại các cái kháng thể anti-A, anti-B hay hỗn hợp anti-AB. Còn biện pháp huyết thanh nghĩa là mục tiêu của mình cũng xác định trong huyết thanh của người đó có mang kháng thể anti-A, anti-B hay không. Nên lúc này mình sẽ lấy cái phần huyết thanh của bệnh nhân, mình trộn với những cái hồng cầu mang kháng nguyên mình đã biết trước. Thì người ta sẽ sử dụng hỗn hợp là hồng cầu A, hồng cầu B và hồng cầu O. Thì ta trộn với lại huyết thanh của người trộn thử và người ta quan sát hiện tượng ngưng kết. Nhớ biện pháp hồng cầu chỉ là mục tiêu muốn xác định kháng nguyên trên màng hồng cầu là kháng nguyên nào, thì mình sẽ trộn với kháng thể biết sẵn. Biện pháp huyết thanh mục tiêu muốn xác định trong huyết thanh của người đó có chứa kháng thể gì, thì mình sẽ trộn với các cái hồng cầu mang kháng nguyên đã biết trước và mình quan sát sự ngưng kết. Cái hình rất là quen thuộc cho anh chị, hồi xưa năm thứ hai mình đã từ xác định cho máu mà. Thì đây là cái phần của biện pháp hồng cầu của mình sẽ cho các cái lọ, các cái dung dịch kháng thể mình đã biết trước rồi, để quan sát hiện tượng ngưng kết. Giờ mình xem tới cái hệ nhóm máu thứ hai là nhóm máu rhesus. Thì đối với nhóm máu rhesus thì nó có rất là nhiều loại kháng nguyên, có hơn 20 loại kháng nguyên. Trong đó người ta đặc biệt quan tâm đến cái kháng nguyên D, bởi vì nó có cái gây nên cái phản ứng kháng nguyên kháng thể rất là mạnh, nó có ý nghĩa quan trọng trong truyền máu. Thì ta nguyên ước là người nào mà có sự hiện diện của kháng nguyên D này thì mình sẽ biết hiệu là Rh cộng hay Rh trung tính. Còn người nào mà hồng cầu không có hiện diện của kháng nguyên D này thì sẽ biết hiệu là Rh trừ. Đó là về đặc điểm kháng nguyên. Về đặc điểm kháng thể mình sẽ thấy là cái kháng thể anti-D này không bao giờ có dụ kháng thể tự nhiên cả. Nếu như đối với nhóm O, mình thấy là người nhóm O trong huyết tương của họ sẽ có kháng thể anti-A, anti-B. Và đối với cái anh Rh này nè, Rh cộng thì tự nhiên là trong máu huyết tương của nó sẽ không có kháng thể anti-D, anti-Rh rồi. Mà nếu như Rh trừ thì trong huyết tương của họ cũng sẽ không có kháng thể anti-D luôn. Đó. Thì tóm lại, kháng thể anti-D không bao giờ có sẵn trong máu, mà chỉ có trường hợp nào lỡ truyền nhập máu vô thì lúc này nó sẽ xuất hiện kháng thể anti-D miễn dịch. Thì đối với cái đặc điểm của Rh này, quay lại xíu. Vậy thì các anh chị thấy thường á, đối với cái xác định nhóm máu hệ ABO thì mình mới có cái biện pháp hồng cầu, biện pháp huyết thanh. Còn đối với cái nhóm máu Rh này thì mình thấy mình chỉ có một cái biện pháp duy nhất thôi, là mình chọn cái máu người cần thử với lại cái kháng thể anti-D thôi. Chứ mình không có cái vụ là mình lấy cái huyết thanh, huyết tương của bệnh nhân mình chọn với lại cái hồng cầu mẫu thì không có. Coi như là đối với cái nhóm máu Rh reserve này, mình chỉ có một phương pháp xác định nhóm máu duy nhất là chọn máu cần thử với lại cái kháng thể anti-D biết sẵn. Chứ mình không có hai phương pháp như đối với lại cái nhóm máu hệ ABO, do cái đặc điểm là không bao giờ có cái kháng thể anti-D có sẵn cả. Từ phản ứng do Rh xảy ra trong hai cái trường hợp phổ biến nhất là do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và thai nhi. Đây là nếu như mẹ Rh trừ, hồng cầu không có mang kháng nguyên D, giờ mang thai con có mang cái kháng nguyên Rh cộng kháng nguyên D này, thì nó có thể xảy ra bất đồng nhóm máu giữa mẹ và thai nhi. Thì trong cái quá trình mang thai á, thì nhiều khi nó thực ra cái sự lưu thông giữa tuần hoàn máu mẹ với thai nhi thì không phải là các cái chất dinh dưỡng, các cái chất, các thành phần phân tử nhỏ thì nó có thể di chuyển được vào trong dòng tuần hoàn của thai. Nhưng mà những cái thành phần như tế bào của mẹ hay những cái thuốc phân tử lớn thì nó sẽ không thể nào qua được cái hàng rào trong thai. Vậy thì làm sao có cái chuyện kháng nguyên hay là hồng cầu mang cái kháng nguyên Rh cộng của con có thể lọt vào trong cái dòng máu tuần hoàn của người mẹ? Thì người ta đưa ra là có những cái trường hợp ở lại trong quá trình mang thai có thể bị cái sang chấn, cái tổn thương cái hàng rào trong thai này. Lúc này cái hồng cầu của thai có thể lọt vào trong cái dòng máu tuần hoàn của mẹ. Hay là trường hợp thứ hai là khi bà mẹ chuyển dạ sang đi, thì lúc này mình thấy là đó là cái giai đoạn mà nguyên cái hàng rào
lọt vào trong cái dòng máu tuần hoàn của mẹ. Đó là những cái thời điểm mà có thể là có chuyện là tiếp xúc với cái hồng cầu của thai vào trong cái hệ thống tuần hoàn của mẹ. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng thấy là người ta thấy có sự hiện diện của các tế bào của thai nhi nha, là cái DNA của thai nhi nó cũng có thể đi vào trong cái dòng tuần hoàn của mẹ. Nên giờ đây các chị thấy là mình có những cái kỹ thuật sử dụng máu của mẹ để chẩn đoán những bệnh lý di truyền của thai nhi, ví dụ như kỹ thuật NIPT chẳng hạn. Để người ta chỉ đơn giản người ta rút máu của mẹ, sau người ta tìm tách ra được cái DNA của con, và người ta coi cái nguy cơ trẻ bị ví dụ như là bị trisomy 3 sắp tới 21 hay là một số các cái bệnh lý di truyền đều có thể đạt được hết. Thì đó là nghĩa là cũng có một số cái tế bào của con ha, có thể lọt vào trong cái dòng tuần hoàn của mẹ. Nên nhờ đó mình thấy là nhờ các cái kỹ thuật này mà ta thấy hạn chế được cái việc là khi mà nghi ngờ đối với những bà mẹ lớn tuổi mới mang thai con lần đầu, hoặc là gia đình có những cái bệnh lý chị di truyền đi, không biết là đứa con có bị hay không á, thì thay vì phải chọc ối là một cái như là gây xăng lớn ha, nhiều khi dẫn đến sảy thai, tỷ lệ sảy thai có, thì lúc này người ta chỉ đơn giản là lấy máu của mẹ và người ta phân tích, người ta tìm cái DNA của con và phân tích những cái di truyền của con vậy. Giờ mình quay lại dù nhóm máu của mình, vậy thì giờ những cái thời điểm đó khi mà cái su su ra hồng cầu RH cộng của con lọt vào trong dòng tuần hoàn của mẹ, thì đối với cái lần tiếp xúc đầu tiên thì lúc này các cái tế bào miễn dịch của cơ thể mẹ nó mới tiếp xúc lần đầu thôi, nên cái đáp ứng miễn dịch của nó sẽ chậm, diễn ra chậm, cái sản xuất kháng thể ra chưa đủ nhiều, hạ tính chưa đủ mạnh. Nên mình sẽ thấy là các cái kháng thể miễn dịch IgG này nè, nó có thể qua được hàng rào nhau thai nhưng cái lượng nó ít, nên bởi vậy là các cái hồng cầu của thai nhi nó không bị vỡ gì, không có huyết. Hoặc là trong trường hợp thứ hai là nếu như là cái việc tiếp xúc giữa hồng cầu thai nhi này diễn ra khi mà trong quá trình mà khi bà mẹ đã chuyển dạ xong rồi đi, thì lúc này thai cũng đã đi ra khỏi cơ thể của người mẹ, nên là cái lần mang thai đầu tiên thì người ta thấy an toàn, không có bị vấn đề gì xảy ra. Nhưng lúc này cơ thể của bà mẹ đã lưu giữ những cái tế bào nhớ là lần sau gặp lại đúng cái kháng nguyên D này đã, là ngay lập tức sẽ sản xuất ra kháng thể IgG antigen ồ ạt nhanh ha. Nên đối với những cái lần mang thai tiếp theo sau thì mình thấy là lúc này như cái hồng cầu của con ha, là nếu như mình tiếp xúc lại với cái dòng tuần máu tuần hoàn của mẹ thì ngay lập tức các cái kháng thể IgG antigen của mẹ nè sẽ với kích thước nhỏ vậy nó qua được cái hàng rào nhau thai và nó đi tấn công các cái hồng cầu mang kháng nguyên D của con, và nó dẫn đến là vỡ hồng cầu của thai, nó có thể gây sảy thai không, hoặc là trường hợp là gây thiếu máu nặng đối với thai nhi. Thì ta thấy là mình ta vẫn có thể kiểm soát được những cái trường hợp và mẹ RH trừ mang thai con RH cộng bằng cách là người ta tiêm chủ động cái kháng thể antigen vào trong cái cơ thể của mẹ. Thì dĩ nhiên khi mà tiêm cái kháng thể antigen thì người ta cũng phải giá coi là cái cơ thể bà mẹ này nè đã có sản xuất kháng thể antigen chưa, có nghĩa là đã từng tiếp xúc với lại cái kháng nguyên D bao giờ chưa, thì người ta mới tiêm cái kháng thể antigen đó. Mục tiêu tiêm cái kháng thể antigen vào trong cái cơ thể bà mẹ nhằm mục đích là gì? Nếu như mà vô tình cái hồng cầu của con lọt vào trong cái tuần hoàn của mẹ thì ngay lập tức nó sẽ bị các cái kháng thể antigen chủ động của mình á, nó trung hòa hết những cái kháng nguyên D đó, và do đó thì các tế bào miễn dịch của mẹ không bao giờ tiếp xúc được với kháng nguyên D lạ đó, nên cơ thể mẹ sẽ không sản xuất được cái kháng thể antigen, để đó mà sẽ giúp đảm bảo an toàn cho thai nhi. Thì cái này những cái anh chị nào mà về chuyên khoa nhi sơ sinh hoặc là sản á thì sẽ tìm hiểu kỹ về cái vấn đề là ta sẽ chủ động ta tiêm cái kháng thể antigen vào cái thời điểm nào của thai, hoặc người ta sẽ theo dõi những cái bà mẹ RH trừ mang thai RH cộng như thế nào, nó có phát đồ hết không. Đây mình chỉ cần biết là nếu như mẹ RH trừ mang thai con RH cộng thì sẽ có nguy cơ bất đồng nhóm máu mẹ thai nhi ở lần mang thai đầu tiên có thể an toàn cho bà mẹ, nhưng mà những lần mang thai tiếp theo sau thì có nguy cơ là gì, cái kháng thể antigen của mẹ bản chất là phân tử IgG kích thước nhỏ có thể qua hàng rào nhau thai và gây phá hủy các cái hồng cầu của thai nhi, gây tái huyết, gây thiếu máu ở thai hoặc sảy thai. Mình có trường hợp thứ hai là truyền nhầm nhóm máu, thì tương tự giống như nãy bắt đầu nhóm máu mẹ thai nhi, giờ cái anh RH trừ
ảnh xui đi sao á, bị truyền nhầm cái nhóm máu RH cộng vào. Để cái lần truyền nhầm đầu tiên thì cái đáp ứng miễn dịch diễn ra chậm, cái nồng độ kháng thể sản xuất ra chưa đủ nhiều, rồi bởi vậy truyền nhầm cái lần đó không sao hết. Nhưng mà lúc này các cái tế bào miễn dịch trong cơ thể của người nhận nhớ rồi, nhớ là đã tiếp xúc với lại cái kháng nguyên D lạ rồi, nên lần sau nếu như vẫn tiếp tục truyền nhầm thì ngay lập tức cái đáp ứng miễn dịch thứ phát nó sẽ diễn ra rất là nhanh, sản xuất ra kháng thể ồ ạt và nó sẽ gây vỡ cái hồng cầu của mình. Thì đây là hai cái trường hợp đó là bắt đầu nó máu của cái hệ RH của mình. Giờ mình coi cái nguyên tắc truyền máu, thì nguyên tắc truyền máu của mình là nhằm làm sao đảm bảo đúng là mình cung cấp những cái hồng cầu để thực hiện được chức năng vào trong cái cơ thể của người nhỏ, và tốt hơn nhất là nhóm máu nào thì truyền đúng cho nhóm máu đó. Còn trong trường hợp mà không có truyền được đúng nhóm máu thì mình sẽ thấy là nhóm máu O có thể truyền nhầm cho tất cả các nhóm máu khác. Nên nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận, mà trừ truyền cho AB thôi thì nó không truyền cho ai hết. Từ các chị thấy ở đây cái mũi tên mình thấy là khi mà truyền O cho các cái nhóm máu khác như chẳng hạn, hay là A truyền cho AB, B cho AB, thì mình chỉ truyền đơn thuần là truyền hồng cầu thôi, hoặc là hồng cầu rửa. Thì mục tiêu để làm gì? Mặc dù mình nói nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, nhưng mà trên màng hồng cầu không có kháng nguyên A, không có kháng nguyên B, nhưng trong huyết tương thì vẫn có kháng thể anti-A, anti-B. Nên nếu như mà mình truyền cái lượng cái nhóm máu O mà lượng lớn cho các cái nhóm khác thì mình thấy vẫn có cái nguy cơ là vì các cái kháng thể có trong huyết tương của người nhóm máu O này nó gây tương kết với lại cái hồng cầu của cái người nhỏ và gây vỡ hồng cầu. Nên nếu như nhóm máu O mình truyền nhóm máu O toàn phần cho các nhóm máu khác thì khi mình truyền với cái lượng ít thì người ta thấy là nếu như mình chỉ truyền một hai đơn vị máu thì cái lượng kháng thể của thằng O mình truyền vào trong cơ thể người nhỏ đó nó coi như là bị pha loãng với lại tổng cái thể tích máu của người nhỏ, nên coi như là không đáng kể làm sao. Nhưng mà đối với những người truyền máu nhiều lần, truyền lượng lớn thì bắt buộc là chỉ truyền hồng cầu thôi, không có truyền máu toàn phần. Và lúc nào cũng phải làm phản ứng chéo bằng là vừa phản ứng hồng cầu, biện pháp hồng cầu, biện pháp huyết thanh. Cái thứ hai là mình truyền đúng cái lượng máu và nhân cơ. Cái thứ ba là cái tốc độ truyền thích hợp với tình trạng của bệnh nhân, nên cái nguyên tắc truyền máu. Về tóm lại đối với cái hồng cầu còn nhóm máu thì các chị nói là gì, cái kháng nguyên trên màng hồng cầu sẽ quy định các cái nhóm máu. Thì đối với các kháng nguyên của hệ ABO thì nó sẽ do gen nằm trên những sắc thể thường số 9 mã hóa, chứ mà mã hóa không phải mã hóa trực tiếp cho kháng nguyên A, kháng nguyên B, mà mã hóa là mã hóa ra các chất men tổng hợp hơn các cái phân tử đường đặc hiệu gắn vô trên cái màng hồng cầu. Đối với cái hệ RESUS thì mình nhớ là cái sự hiện diện của kháng nguyên D nó sẽ quy định cái nhóm máu đó là RH cộng hay là không. Và cái kháng thể của hệ RESUS anti-RH, anti-D này thì không bao giờ có sẵn ở trong máu, nó chỉ có kháng thể miễn dịch mà thôi, tức là do tiếp xúc với lại cái người RH trừ vô tình tiếp xúc với lại cái máu RH cộng thì lúc này mới xuất hiện cái kháng thể anti-D. Và mình xác định nhóm máu thì dựa trên cái phản ứng tương kết kháng nguyên kháng thể. Đối với nhóm máu ABO thì mình có hai phương pháp xác định nhóm máu, coi như là xác định kháng nguyên trên màng hồng cầu, kháng thể trong huyết thanh. Còn đối với RH thì mình thấy là chỉ có một phương pháp duy nhất là xác định cái kháng nguyên trên màng hồng cầu thôi. Và khi truyền máu thì phải đảm bảo tuân thủ đúng các cái nguyên tắc trong truyền máu. Rồi cái phần môn tập của mình đến đây là hết, các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Có nhiều hơn. Giờ phân biệt lại cái nhóm máu O Bombay với nhóm máu O. Giờ mình sẽ thấy cái người mà nhóm máu O bình thường của mình á, thì trên này hồng cầu họ sẽ mang cái gọi là kháng nguyên O. Kháng nguyên O là kháng nguyên không không A, không B, không có mang kháng nguyên A, không kháng nguyên B nên người gọi là kháng nguyên O. Nhưng mà cho nên nhóm máu O đó thì cái màng hồng cầu quả này sẽ có mang cái phân tử đường này nè. Phân tử đường này thật ra đó là cái kháng nguyên H, kháng nguyên H nè. Rồi giờ ví dụ giờ trên màng hồng cầu của mình
lúc nào nó cũng có các cái phân tử đường này tạo ra cái kháng nguyên. Đây là cái kháng nguyên H dính vào đây ha. Rồi. Vậy thì anh nhóm O, nhóm O thì anh sẽ có đặc điểm hồng cầu của anh chỉ có vậy thôi, toàn kháng nguyên H thôi. Giờ cái anh nhóm A thì anh có gì? Đây là nhóm A đi. Trên màn hồng cầu của anh cũng có cái kháng nguyên H ở đây, nhưng mà nó gắn thêm một cái phân tử đường của mình vô đầu ốc. À, cái kháng nguyên A. Rồi giờ cái anh nhóm B. Giờ anh nhóm B trên màn hồng cầu của anh cũng có cái kháng nguyên H, nhưng mà anh sẽ gắn thêm một cái phân tử đường galactose ở đây tạo ra cái kháng nguyên B, đúng không? À. Đây là cái nhóm O bình thường. Nhóm O bình thường có hiện diện của kháng nguyên H. Giờ cái anh O bông bay thì sao? Anh O bông bay đó thì ảnh trên màn hồng cầu của ảnh là sẽ mất luôn cái này luôn. Rồi ra thành cái anh O bông bay. Lúc đó cái anh O bông bay này trên màn cầu không có kháng nguyên H, nên giờ nó điều trộn cái nhóm O bông bay này với cái kháng thể anti-A, anti-B, anti-H thì mình sẽ thấy sao? Bởi vì anh O bông bay này trên màn hồng cầu đóng kháng nguyên A đâu, nên lúc này trộn với cái kháng thể anti-A thì cũng sẽ không xảy ra hiện tượng ngưng kết. Trộn với cái kháng thể anti-B thì cũng sẽ không hiện tượng ngưng kết. Mà trộn với kháng thể anti-H thì sao ạ? Bởi vì trên màn hồng cầu cũng không có cái vị trí nào của kháng nguyên H hết, nên cũng không có phản ứng ngưng kết gì luôn. Nhưng mà đặc điểm lại là cái anh O bông bay này nè, cái này là mình làm cái phản ứng nha, ngưng kết ở đây, rồi phản ứng ngưng kết đây là mình trộn. Còn có sẵn ở trong huyết tương của cái bệnh của cái O bông bay này nè thì ảnh có gì? Ảnh có sẵn anti A, ảnh có sẵn anti B, ảnh có sẵn luôn anti H luôn, được không ạ? Đây là trong huyết tương ha của ảnh thì có này. Còn này khi mà trên màn của ảnh này, này gọi là các cái mẫu kháng thể đi. Rồi vậy thì khi trong huyết tương của anh O bông bay không có anti A của ảnh có hiện diện cả anti A, cả anti B, cả anti H, thì nếu như giờ mình truyền cái nhóm O bình thường vô thì anh chị để thấy sao? Truyền cái nhóm O bình thường thì anh O bình thường nè, O bình thường nha, ảnh có cái kháng nguyên H ở đây thì ngay lập tức ảnh sẽ gây ngưng kết với lại cái anti H có sẵn ở trong O bông bay, và lúc này nó chị thấy là nó sẽ gây tán huyết, gây vỡ hồng cầu, nên đó là cái đặc điểm của cái O bông bay là khó chịu như vậy. Thì bắt buộc để truyền cho anh này chỉ có nước là chỉ kiếm đúng cái người nhóm O bông bay truyền cho ảnh thôi, chứ không có cách nào mình lấy cái nhóm O thông thường hết. Còn thực sự ra hiện nay khi mình làm xét nghiệm nhóm máu á, thì các chị thấy mình thường quy thì mình chỉ có chọn gì anti A, anti B, mình có cái nào mà có dùng anti H ở đây đó, chỉ có khi nào ta nghi ngờ mà chẳng hạn thì lúc đó người ta mới làm thêm cái vụ anti H để coi là người này có thuộc về cái nhóm O bông bay hiếm hay không. Đó là cái đặc điểm của cái nhóm O bông bay. Đối với anti D thì chỉ có kháng thể miễn dịch và IgG. Thế thì sau khi mình bị nhóm thì cái anti D của mình dùng thì vẫn có thể cần IgG và IgE. Do các cái tế bào miễn dịch trong cơ thể của mình khi mà tiếp xúc trực tiếp đó,
nên trong cái khi mà những cái trường hợp bất đồng nhóm máu giữa mẹ và thai nhi á, người ta tiêm á thì mình sẽ thấy cái anti-D mà người ta tiêm vào trong cái cơ thể bà mẹ nhiều khi đó là có bản chất nếu mình xem thì cái thành phần đó phải là IgM, đó là thành phần của kiểu IgM thì chứ không phải là cái IgG giống như cái đáp ứng miễn dịch hoặc cơ thể của mình khi tiếp xúc với lại người bạn. Các chị còn câu hỏi gì nữa không ạ? Thì nhưng mà nhắc lại là mục tiêu ôn tập của mình khi mà thi á, thì các chị sẽ học theo đúng cái nội dung trong cái đề cương ôn tập, bài nào có trong đề cương ôn tập thì cái câu hỏi thi sẽ nằm trong cái phần đó. Cái thứ hai nữa là cái sách trắc nghiệm thì dĩ nhiên là trong sách trắc nghiệm nó có nhiều hơn rất là nhiều, tại vì thiết kế là nguyên cái chương trình học của đại học của mình. Nên lúc mà các chị đánh thì các chị cũng chọn lọc ra cái nào nó nằm trong cái đề cương ôn tập của mình, chứ không phải là mình đánh hết là những cái mất thời gian cũng không có nhiều thời gian mình ôn cũng đi nằm nữa. Thì lại có nhiều anh chị mới hỏi Thảo là về cái ôn tập của chị nằm hay đề cương ôn tập của chị nằm như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ phải xem cái bản thông báo của phòng sau đại học, thứ hai nếu như là chưa có cái đề cương tập của chị nằm thì mình vô mình hỏi thẳng ở trong phòng sau đại học để coi là có hay chưa. Tại vì đối với các cái môn chuyên ngành thì chỉ có ôn tập, chỉ có ôn cái môn cơ sở thôi. Còn thi thì ta vẫn phải mình phải hỏi được cái đề cương ôn tập mà bộ môn đưa ra cho mình. Giống như là các cái tài liệu nào để các